Tôm sông thì được ưa chuộng hơn vì nó ngon, thịt chắc và ngọt. Những tháng cuối năm cho đến là tháng 2 âm lịch năm sau là thời điểm lý tưởng để mà săn tôm sông. Ngoài có thêm nguồn thu nhập từ sản vật tự nhiên, con tôm cũng là thú vui của nhiều người. Sau mùa nước nổi, con nước trên các bãi cồn rút dần là thời điểm ngư dân rủ nhau ra sông Hậu săn tìm sản vật thiên nhiên. Con tôm càng xanh được ví là vua của các loài tôm sông vì có giá trị kinh tế cao. Có nhiều cách bắt tôm, nhưng ngư dân ở xóm cồn An Giang chủ yếu là giăng câu. Mồi thường dùng là con trùng biển, công việc này cũng lắm gian nan. Cùng với chiếc xuồng, thợ câu suốt ngày lên đên sông nước. Để bắt được nhiều tôm cần hiểu tập tính của nó và còn phải có bí quyết kinh nghiệm. Người câu giỏi có thể bắt được từ 5 đến 10 ký, bỏ túi vài triệu đồng mỗi ngày. Cái vạt bè nó lâu năm chứ nó có lục bình rồi nó dựa. Chài lứ thì nó không được thì mấy cái điểm đó tôm rồi nó mới ở. Chứ điểm mà nó phức chống chảy quá thì tôm nó cũng không có ở. Tháng 2, tháng 3 nước nó trong nó im thì tôm 200-300 gram là bình thường, có con cả nửa ký nữa. Nếu canh theo con nước thì anh em cũng đi câu đêm. Câu đêm thì tôm nó ăn mạnh hơn, kéo được con tôm lên khỏi mặt nước thì thấy rất là vui. Lâu thì cũng có dụt một vài con thì mình cảm thấy rất là tiếc luôn. Hiện nay ở các bãi cồn thuộc xã An Thạnh Trung, Long Giang, huyện Chợ Mới và Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên có khoảng 20 người câu tôm suốt đêm ngày. Mấy năm gần đây tôm ngoài tự nhiên ít hẳn nên giá bán cao. Thu nhập cũng khá nên dù vất vả, người câu tôm vẫn bám trụ với nghề.